chào các bạn, chào mừng các bạn đã tới kênh YouTube của Vợ Chồng Ngọc nha. Ngọc muốn quay cho các bạn coi cái căn nhà này nó đẹp mà nó bự nữa. Bây giờ mời các bạn cùng đi theo Ngọc nha, đi vô. Hi các bạn, bây giờ mời các bạn cùng đi với Ngọc nha. Bây giờ cái nhà này quá trời lớn luôn các bạn. Hôm nay Ngọc đi cái khu nhà này là Lake House các bạn. Đây. Subdivision Lake House. Subdivision đó, Lake House. Lake House. Cái nhà là trên Maker Home. Wow. Cái builder là trên Maker Home. Ở đây cái chấm liền lời rất là thấp các bạn, có 2.3 thôi các bạn. Đã ha. Rã luôn mà nhà bụi sợ luôn. Cái nhà này là hồi nãy mình hỏi cái bà đó, bà nói nhà này khoảng nhiêu sao? Nhà này hả? Nhà này chừng 600 á. 600.000. Nhà 600.000 á. Đây, lúc đầu tiên đi vô là Ngọc thấy có một cái phòng làm việc. Ở đây là một cái phòng làm việc nè các bạn. Mà phòng làm việc này có thể đi ra cửa ra ngoài luôn. Mẹ nó làm cái cửa cho mình đi ra ngoài luôn nè, thấy không các bạn? Nhà này rộng lắm, nhà này tới 3.000+ square nữa các bạn. Nhà to. Mình đi ra có hai cánh cửa nha các bạn. Bên đây là cái bàn ăn. Cái bàn ăn dinner. 8 ghế nha và 6 ghế đồng. Cái nhà này đối diện ra có một cái công viên các bạn. Cho nít chơi sướng không? Ở đây mình có thể đi vô đường này là đi vô trong phòng chính được luôn. Còn ở đây mình có thể đi phòng khách nè. Bếp, cái này đi vô bếp. Bếp thì bên đây nó có cái tủ để cho mình để đồ khô các bạn. Đã trưng bày ha. Bên đây thì là cà phê, đựng cà phê uống nè, thấy không, pha cà phê. Cái nhà này tới 3.000+ square lận, bởi vì nó bự lắm các bạn. Ở đây là bếp nè các bạn, thấy bếp không, bếp rộng dễ sợ không. Ngọc thích nhất ở cái khu này là cái diễu vẹo, cái chấm thế, cái chấm thác của nó rất là rẻ. Ở năm 2.2 2.3. Ngọc muốn chạy chỗ này á, cách xa nhà Ngọc xa lắm á, Ngọc phải muốn chạy lên đây để cho các bạn coi. Cái khu trên này rất là đẹp. Các bạn coi 6 bếp nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bếp nè. Rồi mình sẽ cho các bạn biết địa chỉ ở đây nha. Để các bạn có muốn mua nhà khu này á, rồi mấy bạn mua. Đó, thì từ cái bếp này mình đi ra ngoài phòng khách được luôn nè các bạn. Phòng khách rộng ghê luôn. Nhà là 2 lầu nha các bạn. Phòng khách rộng đúng không phải ha? Phòng khách quá đã luôn nè. Người ta sử sản thì đẹp chứ sợ. Có đá, ốp đá vô cái này nè. Stone á, đá. Để tivi to cho bác không? Bên đây sẽ quay qua cái bếp bên đây cho các bạn coi nó đẹp. Thì đây. Ở đây mình có thể trưng mấy tấm hình cưới, hình gia đình được rồi. Bếp đã không? Ở đây có cái bàn ăn nhỏ 4 người. Vậy đi cái phòng gì đi hả? Bàn ăn nhỏ 4 người. À đây phòng ăn đây. 4 người. Ở đây cái cửa mình đi ra ngoài bóp ra trước đó mình ra ha. Mình đi vô cái bên đây có phòng nữa nè. Dùng qua phòng này trước đi. Phòng này là phòng gì? Phòng này là master bedroom. Wow. Đẹp ghê luôn. Bự ha. Master bed bự dễ sợ. Quá trời bự luôn. Ở trên. Hai cánh double door luôn. Trên trần đẹp lắm vậy. Trên trần đẹp lắm vậy. Quay trên trần bạn coi. Nice. Sao anh chắc phải đo làm sao? Ở đây là cái ghế để ngồi trang điểm nè. Bàn trang điểm. Ở bên đây là một cái sinh. Bên kia cái sinh nữa nha các bạn chứ. Đâu? Phải. Bên đâu có sinh đâu? Bên đây nè. Bên đây có một cái sinh nữa nè. Bên đây có một cái sinh nữa. À, đã ha. Còn có bột tắm đã vậy? Dạ. Cái bột tắm đây nữa. Wow, này. Đã quá. Đi vô trong cái tủ quần áo. Wow, được hai bên con xếp. Ôi, rộng thênh thang luôn. Trong đây được một cái phòng giống như cái phòng dư sức ngủ luôn. Dư sức ngủ luôn. 4 đứa ngủ được, nên 2 đứa. Bên đây cái bên ông xã mình dư sức là một bên đấy các bạn. Ở trên giữa nó có một cái to ở trong đây con lét. Đây là tủ đựng khăn. Rồi, bây giờ mình đi qua phòng khác nha. Master bed thì lúc nào cái phòng master bed cũng rộng hết mà thoáng nữa hết. Thì Ngọc dẫn các bạn đi coi nhiều nhà là master bed lúc nào cũng là cái phòng bự nhất ở trong cái nhà. Giờ mình đi tiếp cái phòng kế nha. Bây giờ mình đi tiếp phòng thứ 2 đi. Phòng thứ nhất là phòng thứ 2 phải không? Ở đây có
cái phòng giặt đồ nè, cộng vé sổ. Wow, phòng giặt đồ có thêm cái tủ lạnh nữa hả? Đã quá ha. Đã vé sổ. Đây có cái tủ, tủ để đồ. Không, không. Ở bên đây là camera nè các bạn. Camera mình đi ra ngoài. Đây có cái restroom. Cái phòng này phòng thứ hai. Thứ hai này có một cái restroom trong đó luôn nè. Ngọt chưa? Wow. Cái nhà này restroom quá trời ha. Ở đây cái phòng ngủ restroom, đây bước ra cái có cái restroom nữa. Nhà to lắm vậy, không biết không? Nhà tắm, trời nhìn gọn ghê luôn đó nha. Trong đây có cái nhà tắm gọn lắm. Cái phòng này phòng thứ hai đó các bạn. Phòng thứ hai có restroom luôn. Vừa bước ra là có cái restroom bên này nữa nè các bạn nha. Restroom quá trời. Rồi bây giờ mình đi ra ngoài. Chắc ở đây có hai phòng thôi. Dưới đây hai phòng, lên lầu. Hai phòng. Ồ, trần cao lắm nha. Trần cao, đẹp. Ở đây có cái chỗ này đẹp lắm nha. Còn thang đi lên rất là đẹp. Ừ, let's go. Trên đây là game room mấy bạn. Hàng trên đây có người đóng bàn đó. Phòng bí mật. Không phải phòng bí mật, nó là để mình đi vô trong cái edit trong edit ha. Edit. Wow. Cái này là phòng computer. Yeah. Wow. Ooh, nice. Rộng quá ha. Ừ, ngon lành. Rộng ghê luôn á. Quá đã luôn các bạn. Mê quá. Đi coi nhà mê quá. Nhà các bạn ở tiểu bang khác mà muốn qua tiểu bang Ngọc á, qua đi đi. Nhà bên đây rẻ quá. Rẻ nữa. Ngọc không biết các bạn ở tiểu bang nào, nhưng mà nhà các bạn bảo đảm sẽ mắc hơn nhà bên Ngọc á. Nhà bên đây Ngọc rẻ. Ở đây có 2 phòng với 1 cái dưới nhà luôn. 2 phòng, với 2 phòng 4 phòng nhà, 4 phòng. Nhà này 4 phòng. Dễ thương ha. Trong đây có restroom hả? Restroom. Đúng rồi, restroom. Nào restroom đâu? Restroom nè, restroom đi qua bên đây luôn. À. Có đường đi ra luôn. À. Hai phòng trên đây xài chung một cái restroom. Đây restroom nè. Đây có cái restroom nè. Ở đây là phòng tắm với restroom luôn. Đó, đi qua phòng bên này luôn. Qua wow, phòng con trai. 4 phòng hả vậy? Đẹp quá ha, cái trên gỗ ha, ốp gỗ kìa, ốp gỗ trên trần ha, vào đảo quá ha, ốp gỗ trên tường đó, gỗ phải ha, đâu. Tường đó. Tường đó. Ngộ quá ha, đồng đẹp ha, tường giả gỗ đó. Đẹp quá, phòng đẹp quá, phòng cua chai, phòng đẹp lắm, view cũng đẹp lắm nè, có cái lô set đây nè, đẹp. Em rung sướng với sợ. Bên đây. Rộng rãi. Ở bên đây xuống ha. Ừ. Quá dễ thương. Đi xuống ngay vườn đi hả? À, xuống vườn. Dạ, yeah. Về đi xuống vườn. Đi vườn đây. Cái patio đã ghê không? Nó lót gạch hết trơn, ốp gạch hết luôn. Thoáng mở. Cái này chắc vợ nghĩ là cái lót size 70 quá. Nó dài lắm. Nó dài mà nó rộng lắm các bạn coi kìa. 70 á. Bự quá trời. Nó làm cỏ giả kìa các bạn, làm cái sân con đó. Wow. Đã không? Làm cái con giả nè ông xã. Thiệt hay giả đây? Wow, trồng cây rất rộng quá ha. Sướng thiệt á. Bắt đầu giờ thích cái loại mà nhà mà ở ngoài sau đất rộng nha. Đã làm vườn sướng. Ngoài sau căn nhà nhìn đẹp ghê không các bạn. Trồng cây đồ thoải mái luôn. Có từng nhóm đẹp quá. Nhìn vườn của người ta Ngọc thích ghê á. Ừ. Có mấy cái cây sân gòn nè, đánh gòn nè, thấy không, đánh gòn
Rồi. Ok, cái video của Ngọc cũng dài rồi, quay hết căn nhà cho các bạn coi rồi, những cái ngõ ngách ở đâu Ngọc quay cho các bạn coi rồi. Thì bây giờ Ngọc tạm dừng cái video tại đây nha. Hẹn các bạn vào cái clip sau, nếu các bạn thấy hay thì nhớ subscribe giùm cho Ngọc nha. Rồi Ngọc hẹn các bạn vào những căn nhà khác nữa, Ngọc sẽ đi quay nhiều căn nhà khác đẹp hơn cho các bạn coi. Ok. Let's go. Thank you. Bye bye. Bye bye bạn nha.